Chào mừng quý chị và bạn đến với lý Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em nó một chiếc xe rất là chất, rất khỏe và đậm chất thể thao trong khúc xe hạng C gầm thấp, dòng sedan của nhà Hyundai. Đó, chiếc Hyundai Elantra phiên bản 1.6 Turbo Sport. Đó, phiên bản L-Line. Chiếc xe mang nước sơn màu trắng, có những đường gân dập nổi rất là khỏe khoắn, gồm bộ body kit nữa. Đấy, bộ body kit này. Body kit này. Đó, anh chị ơi, thấy body kit làm cho chiếc xe mang phần nổi bật, rồi cánh gió thể thao được trang bị này. Hệ thống treo của Elantra này cũng sẽ rất là khác so với cả phiên bản thường. Phiên bản Elantra bản Sport này thì có hệ thống treo cả trước cả sau, đều là treo độc lập thưa quý anh chị. Phần giá bán thì chiếc xe này có một cái mức giá cũng khá là tốt thôi. Ở đây thì giá niêm yết của xe nó rơi vào khoảng là 799 triệu. Và hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh bên em đang giảm giá rất tốt cho chiếc xe này. Chỉ với 758 triệu là anh chị có thể là mua chiếc xe này rồi. Còn giá lăn bánh thì nó sẽ phụ thuộc vào vị trí, ví dụ như các tỉnh thành quý anh chị. Hà Nội thì sẽ cao hơn vì là thuế 12% và có tiền biển là 20 triệu. Còn như Bắc Ninh bên em thì thuế 10% và cái chi phí giao biển thì cũng và phí đường bộ đăng kiểm cũng rất là tốt thôi. Đăng ký đăng kiểm giao biển đâu đó thêm độ khoảng 5 triệu nữa là anh chị có thể là sở hữu được chiếc xe rồi. Mang một cái nước sơn màu trắng thì nó đối lập lại cái cặp trước màu đen này thì tạo lên cái hiệu ứng rất là đẹp. Chúng ta ở đây sẽ có một cái chiếc động cơ 1.6 turbo, công nghệ nó là Smart Trim với công suất cực đại lên đến 204 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút. Động cơ 204 mã lực là còn cao hơn, công suất còn tốt hơn cả chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cấp. Santa Fe chỉ với 202 mã lực thôi và em nó phân khúc dưới mà đã làm 204 mã. Mô men xoắn thì cũng rất là tốt, mô men xoắn là tốt hơn cả phiên bản 2.0 hút khí tự nhiên, đó là 256 Nm. Hộp số được dẫn động cho em nó là 7 cấp số ảo, 7 cấp số ly hợp kép khô. Đó. Các phiên bản Elantra khác thì được trang bị với hệ thống treo là MacPherson treo trước và treo sau là hệ thống treo phụ thuộc, đó là thanh cân bằng. Còn em nó là phía trước là MacPherson, phía sau là liên kết treo độc lập, treo đa điểm. Đó. Thì về phần đầu xe thì xe được trang bị cụm đèn chiếu pha cốt full LED. Đó. Qua 3 vòng chiếu projector cho chùm sáng hội tụ rõ nét. Cảm biến thì trang bị 4 cảm biến hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ quý khách là phòng tránh va chạm cũng như là đỗ xe được thuận lợi hơn. Đó, phần cản là logo L-Line rất là thể thao và cá tính. Đó. Nắp capo thì được dập nổi những cái đường gân cho chiếc xe thêm phần khỏe khoắn. Gương chậu xe thì được tích hợp xi nhan rồi kèm các công nghệ như là chỉnh điện và gập điện. Logo L-Line cũng được thiết kế dọc theo phần thân xe. La răng của xe thì với kích thước ở đây là 18 inch, phiên bản 2.0 là 17 inch, còn các phiên bản khác là 16 inch và 15 inch. Đó. 18 inch thì đậm chất thể thao rồi thưa quý anh chị. Nó là răng phay sơn đen bóng lốp Hankook, đậm chất thể thao. Xe thì dẫn động cầu trước thưa quý anh chị, cho nên là rất ổn định. Cái trục chiều dài cơ sở của Elantra thì rất là tốt, nó là tốt nhất phân khúc. Trục chiều dài cơ sở của Elantra tới 2m720, so với chiều dài của xe là 4m675, chiều rộng là 1m825 và chiều cao là 1m440. Khoảng sáng gầm xe của em nó là 15cm. Đó. Với chiều dài cơ sở là 2m720 thì chúng ta sẽ có một cái khoang hành khách, khoang nội thất rất là rộng. Đó. Ghế của xe thì được thiết kế là ghế đen chì đỏ này, tông màu đen chì đỏ này, thể thao. Trần thì cũng là trần full đen luôn. Đó, đen chì đỏ này, ôm sát người. Cái công nghệ. Ở trên phiên bản cao nhất của Elantra thì có thể kể đến như là đây, hệ thống đèn tự động này, gạt mưa tự động, rồi lấy chuẩn số trên vô lăng. Hệ thống 4 chế độ lái, chế độ lái Eco, chế độ lái Sport, chế độ lái Smart và chế độ lái Comfort.
chúng ta sẽ có những cái phím bấm tích hợp trên vô lăng như là ga tự động, cruise control, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, vân vân. Màn hình của xe thì là màn hình đa thông tin của xe thì là màn hình full digital, kích thước 10,5 inch đấy. Do cái công nghệ hiển thị rất là tốt, tốt nhất thời điểm hiện tại rồi. Màn hình giải trí trung tâm của xe thì cũng với kích thước 10,5 inch, tích hợp các công nghệ như Apple CarPlay, Android Auto, vân vân. Đèn nổ start stop này, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Hệ thống điều hòa có lọc không khí không? Phiên bản từ 2.0 trở lên thì chúng ta sẽ có là làm mát hàng ghế phía trước và sưởi ấm cho hàng ghế phía trước và hệ thống ghế lái cũng như là hệ thống bên phụ. Sạc không dây thì cũng được trang bị cho phiên bản cao nhất và cũng như phiên bản 2.0. Chúng ta ở đây sẽ có thêm là các cái bật phím bật tắt cảm biến này, phanh tay điện tử này, auto hold. Elantra thì từ các phiên bản đời này đến trở đi thì đã cắt cửa sổ trời rồi, thưa quý anh chị. Cũng đến phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy hàng ghế thứ hai thì với chiều dài cơ sở tốt lên đến 2m7 20 thì chúng ta sẽ có một cái hàng ghế thứ hai rất là rộng, thực sự rất là rộng với độ ngả lưng ghế tốt này, nó anh chị đi đường dài hạn chế được sự mệt mỏi đó. Cửa gió điều hòa phía sau cũng được trang bị cho quý anh chị, kèm thêm các cái cổng sạc. Em xin lỗi, xe này phiên bản này chưa được trang bị cổng sạc cho ghế thứ hai. Thì bù lại chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ rất là tiện lợi đấy, để thay nước cũng như là loa cũng được trang bị. Rồi thì bệ tì tay ở ghế thứ hai đó, bệ tì tay tích hợp chỗ để cốc nước chảy nước. Cùng em đến phần đuôi xe. Cửa Elantra rất dày và chắc chắn. Đến phần đuôi xe chúng ta sẽ có cụm đèn hậu dạng LED và có 4 cảm biến lùi và có camera lùi tích hợp. Cốp của xe thì là cốp chỉnh cơ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý rất là rộng. Cái khoang hành lý này thì cho phép anh chị mang được rất là nhiều hàng hóa cũng như là vali cũng như là vật dụng kèm theo. Lốp dự phòng, lốp dự phòng này thì là lốp sơ cua và có kết cấu khác với cả lốp chính của xe, thưa quý chị. Vâng, với giá bán của chiếc xe này là 758 triệu, so với mức giá là 799 triệu thì cực kỳ là ưu đãi cho quý anh chị. Và hiện tại đại lý bên em có tặng cho quý anh chị một bộ phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của em nó này. Ở đường kết hợp là 5,8 lít này, đường trong đô thị là 7,72 lít và đường ngoài đô thị chạy rất là tiết kiệm, chỉ với 4,76 lít thôi. Đó là một chiếc xe mơ ước cho những anh chị nào đam mê tốc độ, đam mê thể thao và đam mê cái đẹp của Elantra. Thì anh chị quan tâm đến Hyundai Elantra thì xin vào liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.